Sữa hạt lép có 80 ngàn ký nha mọi người. Dạ thôi hai cái này ra được nhiêu ruột 330 ký nhưng tính nhiêu nha. Dạ thôi nếu như 6 thì được ngon lắm á. Cái sữa hạt lép lâu lâu mới có nha các bạn. Này nó kêu cái trái nó đây nè. Đây trái là sữa hạt lép này. Ui. Cơm chao nha quý vị. Sữa hạt lép. Lấy lại hai trái nãy còn cân cuộc ha. Rồi. Trái được con chắc dạ. Hồ. Dạ. Cả nào chỉ đi. Đánh gì vậy? Sữa hạt lép nãy giờ từ đầu buổi giờ chưa thấy khui cái sữa hạt lép nha các bạn. Rồi. Ok ok. Cái này nó cơm chao mà nó hơi nhão nhão nha các bạn. Hai ba ký là 5 ký nha các bạn. Cô ơi khách quen á, ăn hôm nay là mấy lần hả? Xíu bù lại muối nha chị. Bỏ lộn con ruột rồi. Con ruột. Cái này nó cũng thơm nè. Cái này là cái mọng của nó chị. Hột á. Nhưng mà nó mốc lên rồi. Ủa anh lấy con trái hả? Trái nữa không chị? Lấy thêm đi, nhiều đó tụi em. Nhìn đâu ấy nhìn không ngon vậy. Hả? Nhìn cái không trăm tám nha con. Lấy gì trái đi sáu nữa, bằng cỡ này đi. Cô hình như cô giao đi đâu á?
Bà chủ cho nghe. Thế nào? 107. Tí chuột giờ là marketing. Bán hàng. Ri 6 giờ chỉ còn ri 6 chính thôi. Đây giờ khách vô nè các bạn ơi. Quá trời luôn rồi. Nhỏ hơn, nhỏ hơn. Này phải to quá. Đâu còn ký mấy rồi. Dạ rồi, dạ. Cái này
phải không? Cái này 320. Nhỏ hơn, nhỏ hơn. Nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Chị đợi em chứ ha, chị lấy cái này cho chú mẹ. Chị lấy cái nhỏ. Dạ rồi. Cô dành tết chính là 390. Thôi hiểu hả? Giờ mình tìm việc đi 394 nha. Rồi 202. Chứ tới lần này cái này 394 của chị hả? Đúng rồi. Hai trái chứ. Chưa hai hộp chấm ha. Mấy quà. Cái nào rẻ hơn thì tính về như đó. Hay nha các bạn.
Tiên nói là cái này là vàng này. Con uống đi. Rồi cái này dài hơn nè. Có con trái à, nãy giờ được nãy lựa có cái màu à. Bán thử luôn nha các khách luôn nha các bạn. Chuẩn luôn á. Chuyên gia thử sầu riêng. Có nhiều người ăn sầu riêng mà không biết thử nha. Ủa?
hay quá, đưa vô lẹt cái lọt lọt khe luôn ta. Còn thêm muối nữa, ba muối lớn, hai muối nhỏ nhỏ, hai muối vừa vừa, năm muối đó chị. Rồi đó, quá trời sầu riêng đi các bạn ơi. Cái này của anh này mà. Anh muốn mua hộp, có mua hộp. Nè, hộp cái gì? Hộp 1.2, hộp nào, hộp giá 1.2 đó. Coi vừa. Ok. Xin đeo thử sầu riêng này xin ơi. Gia đình bán sầu riêng nhưng mà nó không có ăn sầu riêng. Không biết ăn sầu riêng hả? Ghê hả? Sao mặt nhăn dữ vậy ta? Cơm luôn. 1.1 kg, 1.2 kg, gần 1.2 kg rồi. Nhiều các bạn. 385 anh. Sớt rồi. Sớt rồi mới còn. Chúng mình đựng lại đi, đạo đó, bỏ sao đi, bỏ lại đi. Sắp 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 lại đi, bỏ vô hộp luôn. Hộp hộp hả? Để lấy cái bao tay đưa lại. Cho mở QR. Ở đây nè. Một hộp quá không? Đúng rồi. Đó, chờ cái này đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có dữ hả? Hai hộp đi. Hai hộp đi mà. Đúng rồi. Rồi gì lỡ đẹp rồi nè. Đúng rồi. Chơi chưa? Rồi. Rồi. Cái này là dấu hiệu sự ngoan cố. 385 hả bạn?